Em xin trân trọng kính chào quý khán giả. Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Rồi, mà giờ bấm máy hay cái là có người nhắn tin chia sẻ rồi. Ok. Hôm nay là ngày thứ hai rồi ngày các bạn, ngày thứ hai ngày 29 tây tháng 8 năm 2022 đó. Thì chỉ còn có một hai bữa thôi là chúng ta bước vào tháng 9. Tháng 9 ngày thứ tư. Thứ năm này mới là tháng 9 các bạn. Thì đúng rồi, hôm nay là thứ hai nè, ngày mai thứ ba thứ tư, tức là 30 31. Hôm nay mới 29 thôi. Ngày mai là có một số trường đi đi học lại đó các bạn, khu vực thành phố Westminster, tức là trong trong cái quận cam này là thành phố Westminster là bắt đầu ngày mai đi học lại. Còn Fountain Valley là khoảng đầu tuần tới mới đi học lại, còn Garden Grove thì đi học cách đây chừng tuần hai tuần về trước rồi các bạn. Thì khu vực nào mà nghỉ trước thì đi học sớm thôi các bạn, nghỉ sớm đi học sớm, người nghỉ trễ đi học trễ thôi. Cũng như lời đầu tiên em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha, cà phê đen. Công nhận uống cà phê đen này nó em ăn cái bụng của em nó chịu cà phê đen rồi các bạn. Uống vô đó là không, mấy ngày nay phải nói từ hôm uống đổi qua cà phê đen đó là cái ruột á nó không có bị, nó không có quặn nữa. Nay thấy nó tốt quá các bạn. Quên, em xin mời quý vị khán giả miếng cà phê nha. Nhắc tới đi cà phê mà bự gì nè. Thấy Bình Nguyễn bình luận vô thấy cái ly trà bá là không dám uống rồi. Thiệt. Bự thiệt cái chứ bên Việt Nam một ly có như đây thôi à. Ly Việt Nam như đây xong nữa kế đen lên tới đây uống uống cho vui đó các bạn. Cái ly này đây là khoảng 3 đô rưỡi. 3 đô rưỡi tính ra tiền Việt Nam chắc cỡ 70-80 ngàn thôi. Uống cà phê đen tuy rằng nó không có ngon bằng cà phê sữa đá, cái ba cà phê sữa đá đó bạn, nhưng mà vì cái bệnh của mình thì mình phải uống, biết đâu uống ngay cái cà phê đen nãy chị đúng bệnh sao các bạn, đâu có biết được. Tự nhiên nay con mắt nó mờ quá, nó dướng có dướng gì không nữa đó. Nó mờ quá thì ngày hôm qua thì hôm qua hôm nay là hôm qua thứ bảy chủ nhật thì hai đứa nhóc nhà em nó đi sinh nhật liên tục 2 ngày luôn các bạn, đi đã luôn rồi, ngày mai bắt đầu đi học lại rồi. Thì hôm qua có đi lên nhà một người bà chị thì cái con tính ra con chăn với con chăn đó đó các bạn, nó là thuộc là con chăn nhưng mà nó cũng thuộc loại là gọi tiếng Mỹ cũng gọi là snake luôn. Nó là một dòng họ của snake đó các bạn, chăn rồi rắn. Chăn thì nó bự hơn rắn nhiều. Thì con chăn này á, là nó rất là hiền. Một tuần nó ăn có một lần thôi cho nên con bé nhà em á nó khoái con chăn này lắm. Nó sợ chó mà nó không sợ chăn nha. Thì em có quấn vô có cổ đang có chụp hình đăng lên á, ai 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 cũng nói sao em gan quá. Mà thiệt gan thiệt. Cái con chăn này hình như là nuôi nó cũng được 4 năm 5 năm rồi các bạn, cũng lâu rồi đó. Em cũng có đăng cái đoạn clip đó trên trên YouTube và Facebook của em luôn đó, cái đoạn clip mà em ôm con chăn đó các bạn. Ủa trên Facebook có đăng không? Em quên rồi. Thì trên ấy em có đăng, trên YouTube em có đăng cái lễ của chú Nguyễn Ngọc Ngạn, hay cái show cái tiết của chú Nguyễn Ngọc Ngạn thì ở bên Thái Lan thôi, sẵn đây em giới thiệu giùm cho chú luôn. Thì hôm giờ em cũng nghe cái vụ mà lùm xùm về những cái chuyện bán vé của Thúy Nghe 134 đó các bạn. Thì sau đó chị Thủy chính thức lên đó là những thông tin về bán vé hay gì đó chỉ có từ chính Facebook hoặc là YouTube của Thúy Nga đưa ra mới là chính xác. Thì chắc có lẽ là có người nào đó đã lạm dụng thì để cái chuyện này để bán vé bên Thái Lan đó các bạn. Thì cái show này đây là cái hình ảnh poster. Thì cái show này đây sẽ được thực hiện vào ngày tháng 10 ngày 15 tây năm 2022 và tháng 10 ngày 16 tây 2022. Ngày 15 tây tháng 10 đó thì vào lúc 7 giờ rưỡi tối và ngày 16 chủ nhật ngày 16 tây tháng 10 đó thì sẽ được vào 1 giờ 30 tối. Đó là chủ đề là L cảm ơn in bankrupt. Wow. Thúy Nga 134 lời giả từ.
Thì cái show vừa rồi giả từ chú Nguyễn Ngọc Ngạn đó là ở bên Las Vegas, thì con cũng có hai show thứ bảy chủ nhật, cũng nói chung là cả chục ngàn người khán giả đó các bạn, rất là đông. Thì kỳ này là ở bên Thái Lan, cho nên là những người mà ở Việt Nam, Việt Nam qua Thái Lan thì gần lắm, ai yêu thương chú Nguyễn Ngọc Ngạn thì hãy tới tham gia cái chương trình để mà tiễn biệt chú nha. Không biết sao cái chương trình này sẽ là một chương trình giả từ ở đâu nữa không thì em cũng chưa có biết, mà cũng chưa có nghe thông báo. Và cái show ở Thái Lan này đó là một trong những cái show mà bác Tô Văn Lai cũng muốn để thực hiện ở ở Thái Lan đó các bạn. Thì Sion Paragon, ok, cái này là làm ở chỗ Sion Paragon, Paragon Hall, Royal Paragon Hall, ok. Đây là cái trước cửa của cái chỗ mà để diễn ra cái rạp hát đó các bạn. Cũng nói chung là cũng rất là đẹp, cái cảnh rất là đẹp ha. Và cái này là bên bên trong của cái rạp hát. À, bên trong cửa đó, không phải bên trong rạp hát đó. Cái hình rất là đẹp ha. Royal Paragon Hall, ok. Đó, thì trung tâm thiến nghe sẽ được tổ chức ở đó đó các bạn. Thì hôm nay là ngày 29 rồi. À, vậy còn coi như là đại khái là một tháng nữa đi. Thì cuốn sách viết của ông soạn giả, tác giả Thanh Diệm quên rồi. Của bên nhóm của Rider gì đó các bạn, sẽ ra mắt cái cuốn sách Đặc sứ thiên đường của chị Phi Nhung vào ngày 28 tháng 9. Thì coi như hôm nay là 29 tháng 8, thì coi như cũng đại khái còn khoảng một tháng nữa thôi nha các bạn. Thì của Metro Rider đó các bạn, thì sẽ phát hành tại Việt Nam là ở Sài Gòn Book nha các bạn. Ở Mỹ thì qua Amazon, nói chung Amazon là khắp thế giới rồi. Thì Wendy cũng có thông báo về cái cuốn sách này. Thì em cũng xin chia sẻ đôi lời cũng từ từ Wendy nha các bạn. Đây, đây em chụp cái này em đưa lên cho các bạn xem. Còn đúng một tháng nữa, cả nhà ơi, sách của mẹ có dạng in bìa cứng, bìa mềm và ebook để đọc trên Kindle, là một cái giống như của Amazon đó các bạn, một cái tablet nhỏ nhỏ này nè. Điện thoại, Metro Rider sẽ phát hành sách ở Việt Nam qua Sài Gòn Book, phát hành ở Mỹ và các nước khác qua Amazon. Wendy cũng dự định sẽ in sẵn một ít sách ở Mỹ vào ngày giỗ của mẹ, đặc biệt là cho những ông bà cô bác lớn tuổi. Không quen mua online, Wendy sẽ để một ít sách ở Giác An Tịnh Xá. Ngày và kế hoạch chi tiết, Wendy sẽ thông báo thêm cho cả nhà sớm nhất có thể. À, như vậy thì ngay cái ngày giỗ đầu của mẹ, cái phát hành là ngày 28, tay giỗ đầu của mẹ là ngày 25 tay. Như vậy là mình sẽ ra mắt cái sách sớm hơn bên kia hết ta. Wendy sẽ để một ít sách ở Tịnh Giá, xá Giác An, ở Mỹ vào giỗ đầu của mẹ, dự định xin in xong sách vào đó, đặc biệt là cho những ông bà các cô bác thân. Có thể là cho để đó sau khi ngày đám giỗ thôi. Cái đó thì em chưa có hỏi, em chưa có biết. Thì Wendy cũng đã để trong đây đó là dự định sẽ in sẵn một số sách, để giá thì em cũng chưa có biết tại vì mấy người này chưa thông báo. Để ở chùa Giác An thì các ông bà, các bác, các chú bác nào, các anh chị nào mà lớn tuổi mà không biết mua online thì có thể tới Tịnh Xá Giác An để mà mua đó nha em. Thì cái giá cả thì em chưa có biết, để chờ bên người sản xuất thông báo giá đi các bạn. Và để cho Wendy thông báo đi, chứ mấy cái việc này em chưa có biết nắm chắc cái giá, để em coi bên Metro Rider có thông báo cái giá chưa nha. Chưa có thấy thông báo cái giá gì hết các bạn. Thì các bạn cũng biết đó, là cái cuốn sách này là nói về cái cuộc đời của chị Phi Nhung. Thì đời người ngắn ngủi lắm, cho nên không được bao nhiêu thời gian đâu, mình không biết được. Có ai mà biết được trong cái
cái cõi này của mình đang sống nè, mình sống được bao nhiêu thời gian, mình chỉ biết được ngày mai mình làm cái gì, hôm nay mình ăn cái gì, tí nó mới tối, cuối tuần này mình sẽ đi đâu chơi này nọ, mình chỉ biết được những cái chuyện đó thôi. Còn ngoài ra những cái chuyện khác đó thì mình không thể nào biết trước được. Nó thật là bất thường lắm các bạn, bất thường lắm. Thì nói tới mà chị Phi Nhung đó, Wendy có đăng một bài phải nói là rớt nước mắt luôn các bạn. Khi mà em xem cái đó đó, em cũng muốn bình luận vào, nhưng mà bình luận vào cái Facebook của Wendy đó các bạn, thì em cũng có viết vài lời rồi, nhưng mà cái em gọi lại không có publish, em không có đăng, em không có bấm cho nó qua đó các bạn, cho nó vô đó. Thì thấy Wendy buồn, nhớ mẹ, Wendy khóc đó các bạn. Các bạn biết đó, trong cái đề đó là Wendy nói đó là 3 năm rồi Wendy không được ôm mẹ. Thì ngày hôm kia Wendy đã nằm mơ thấy mẹ, giống như cái bài hát mà mẹ về trong mơ vậy các bạn. Thật sự mẹ đã về trong mơ, ôm Wendy vào lòng. Wendy nằm mơ thấy chị Nhung thì cũng vài lần rồi, nhưng mà ôm được trong lòng thì hình như là 3 năm rồi mới được ôm đó. Cái gì cũng vậy, không có thể nào mình biết trước được. Nếu như mà ngày này năm ngoái đó, nói chung là chị Nhung mà biết được trước được những chuyện chẳng xảy ra đó, thì chắc có lẽ là đã về với con thường xuyên hơn. Nhưng cuộc đời mà mình đâu có biết trước được các bạn. Thôi, em có đôi lời em muốn đọc của từ Wendy cho các bạn biết nha. Feeling broken heartbroken. Đây. Đem đưa lên cho các bạn xem. Qua 3 năm rồi, con mới ôm mẹ lại được. Chỉ có được 2-3 phút trong mơ, nhưng cũng không sao, con đã mãn nguyện rồi. Con thương và nhớ mẹ mãi mãi. Thấy thương không các bạn? Qua 3 năm rồi, con mới ôm mẹ lại được. Chỉ có được 2-3 phút trong mơ, nhưng cũng không sao, con đã mãn nguyện rồi. Con thương và nhớ mẹ mãi mãi. Người mẹ nào cũng thương con hết. Các bạn thấy Wendy nói chuyện chưa? Nghe đau lòng không các bạn? Em đọc mà em muốn, phải nói là hôm qua em đọc cái bài này em đã nói muốn khóc luôn các bạn. Thì cái nỗi buồn mà nhớ mẹ đó, thì ai mất mẹ rồi thì mới biết. Khi mẹ mình còn sống mà xa mẹ đó thì cùng lắm mình nhắn tin, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Giờ mẹ nhắn tin lại, dạ mẹ cũng nhớ con lắm. Rồi hai người chụp hình qua FaceTime hay là hình ảnh thấy nhau rồi đó, là hết chuyện, là hết nhớ. Nhưng đến lúc mà cách biệt âm dương thì làm sao mà để mà trực tiếp mà thấy được chứ các bạn. Chỉ có gặp trong mơ thôi. Cái cảm giác mà mất mẹ đó, nó nhói tim lắm các bạn. Em đã trải qua những cái tình cảnh đó. Em là đàn ông á, mà em còn phải nói là mít ướt. Khi mà mình nhớ mẹ mình mít ướt lắm các bạn. Nói chi là Wendy. Nhưng Wendy ít ra cũng còn có một người ba rất là quan tâm, rất là lo lắng và rất là giỏi nữa các bạn. Anh ấy giỏi lắm. Thì chỉ còn có vài bữa nữa thôi là anh ấy sẽ qua đến đây để mà dự cái giỗ đầu tiên của chị Phi Nhung. Thì em tưởng là anh không có thông báo trên mạng, chứ nhà hôm qua có thấy anh thông báo. Anh thông báo nói là ngày 15 tháng 9 anh qua đó các bạn. Thì cha con sắp sửa đoàn tụ nữa rồi. Cuộc đời mà các bạn, mình vui được cái gì thì mình cứ vui đi. Mình hạnh phúc được cái gì thì mình cứ hạnh phúc đi. Nhưng đừng có hại người khác, tổn thương người khác. Thì tuy rằng mình tổn thương người khác, mình tổn thương một kẻ địch của mình thì mình thấy mình sung sướng, mình vui lắm. Nhưng kẻ địch của mình khi mà mình bị tổn thương
thì cảm giác của họ như thế nào? Họ sẽ có suy nghĩ tới là sẽ kiếm kế để mà trả thù lại hay không? Cho nên người ta nói là tương tương oan oán biết bao giờ mới dứt gì đó các bạn. Cho nên cái gì mình bỏ qua được thì mình cứ bỏ qua thôi các bạn. Không có phải cần phải chấp nhất làm gì. Đúng không? Thì nói tới mà cái chấp nhất hay này nọ các bạn, em mới nhớ có một cái câu chuyện hôm qua em đọc trên báo. Có một người đàn ông chỉ vì có 60 đô la thôi mà phải giết người ta và phải mang tù tới 40 năm. 40 năm trong tù đó các bạn. Thì cái chuyện này là xảy ra ở khu này của em vào năm 2003, mà tới năm 2018 mới bắt được nha các bạn. Thì hai anh này đó là người làm bảo vệ. Thì khi mà có một ngày có một người chủ đó đưa cho anh bảo vệ ngoài này 60 đồng là coi như hơn tiền của anh kia, thì anh này ganh ghét đó. Xong tới lúc đó anh đó xé cái tiền anh giục, xong cái anh mà bị xé tiền, anh lấy cái tiền lên anh cất. Xong rồi hai ba ngày sau anh tớ hai người gặp nhau, cái thù này giống như sao á, thì anh lấy móc súng anh đập vô đầu rồi hai người cấn lộn sau bắn chết. Và anh đó đã bỏ chạy đi và bỏ chạy qua cái nước gọi là El Salvador. Thì tới năm 2016, cho tới hai năm 2018 mới đưa bị bắt. Anh 2016 là anh bị bắt, sau 2018 mới đưa lại về Mỹ. Và tới ngày hôm 26 tây tháng 8, tức là cách đây mới 2-3 bữa thôi, mới xử cái vụ này các bạn. Tức là lúc đó tòa xử sau xử anh này là 40 năm tù. Đó, các bạn thấy không? Cái dự án là 2003 cho tới 2022 luôn mới phán án. Cho nên có nhiều vụ án ở Mỹ này nó lâu lắm. Chắc còn bên Việt Nam thì có tùy vụ án. Có vụ án cũng xử, chứ như có vụ án những vụ án quan 40 năm sau này người ta vẫn đền. Cứ như em nghe bên kênh của luật sư nói đó các bạn. Thì có những vụ án cold case từ năm 1970 mấy gì đó tới bây giờ là cũng mới xử đó các bạn. Có nhiều cái lắm. Chẳng hạn như cái vụ án của sư cô Liên Thi nữa là năm 2010, tới giờ là mới có 12 năm thôi à. Đúng không? Nhưng mà nói chung mình cũng vì cái tham vọng có 60 đồng mà mình ganh ghét, giống như người ta gọi là ghen ăn tức ở đó các bạn, mà bà đánh đi giết đi đồng nghiệp của mình. Rồi cách đây cũng đâu em không nhớ rõ, chừng 1 năm 2 năm gì đó, 5 2 năm đổ lại thôi. Thì ở bên cũng có người Việt Nam bên Las Vegas hay đâu đó, không nhớ rõ cái địa điểm. Thì có một người khách vào trong tiệm nail làm, chỉ thiếu có 35 đồng mà không trả. Cái người khách đó chạy ra ngoài thì cái người chủ đó chạy theo. Cái người đàn bà, người chủ là đàn bà đã chạy theo. Thì cuối cùng sao? Vì 35 đồng đi đòi khách và cuối cùng bị khách giết chết. Có 35 đồng thôi các bạn. Cho nên có nhiều chuyện đó mình chết vui, oan ức lắm. Thấy không? Rồi cách đây cũng đâu cả chục năm hơn. Những cái vụ mà tụi trẻ hồi xưa nó sung lắm các bạn. Cách đây mười mấy năm đó, cả chục năm hơn nó sung lắm. Ví dụ như bây giờ đó, nó đi ra đường mà mình nhìn bạn gái nó một cái thôi là nó còn dừng bị chết đó. Có một cái vụ xảy ra, cái này có thiệt, xảy ra ở đường Brookhurst nè các bạn. Thì cái lúc đó em cũng coi trên báo. Thì có trên đường Brookhurst nó có một cái tiệm chuyên môn ngồi bán ăn. Người ta ngồi mấy ngoài người ta ăn, tụi trẻ trẻ nó sung nó ra đó, nó ngồi ăn. Xong rồi có mấy người đi ngang nhìn bạn gái nó thôi, xong nó nhìn gì giờ này nọ, cái nó bắt đầu cũng như con nít nó trẻ trôi mà các bạn, nó ghen xong rồi đây giờ chơi súng tự do mà nó ghen, nó xách súng nó bắn rầm 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 chết. À, các bạn thấy chết oan không? Người ta đẹp thì mình nhìn thì mình phải thấy cái người đồng bộ hay là người chồng gì đó phải hãnh diện chứ, nhìn cái rồi xong rồi cái người nhìn không làm như nhìn thôi à, cái chết oan ức không? Cho nên có nhiều cái chết nó vô duyên lắm. Nó vô duyên lắm các bạn. Cho nên ở xã hội nào cũng vậy, cũng có những cái thứ mà cũng có những cái tệ hại của xã hội. Rồi có những cái vụ án cũng ấy lắm các bạn, hiểu không? Thấy than hoài, than hoài không các bạn? Thở tới thở lui hoài à. Rồi
Nói chung là có nhiều cái sự việc xảy ra quá, chẳng hạn như là bên Trấn Thành cũng bị người ta chửi về cái vụ mà kêu những người mà đàn chị của mình bằng tên hay là gì đó các bạn, chẳng hạn như của Lương 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 Hữu Bích. Rồi lúc trước hình như người ta cũng chỉ trích là Trấn Thành kêu chị Phi Nhung bằng 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 Nhung. Thì nói chung là những cái xưng hô đó, tuy rằng những người đó lớn tuổi hơn Trấn Thành như sinh năm 88 hay 87 gì đó quên rồi, thì nhưng họ nghệ sĩ với nhau, họ đồng nghiệp với nhau đó các bạn, thì trong trong hậu trường đó thì họ hay xưng bằng tên tôi lắm, giỡn nhau dữ lắm các bạn. Còn là nếu như mà những người mà xa lạ, những người mà xa lạ không thân thiết thì mình kêu bằng chị, họ hiểu, nhưng mình thân thiết mình kêu bằng tên cái này nọ đó các bạn đó. Những cái đó, cái xưng hô đó rất là bình thường giờ, những cho những cái giới mà nghệ sĩ khi mà họ gặp nhau họ nói tôi của tôi đó nha, nha này này Tôm Nhung 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 này nha. À, các bạn hiểu không, hiểu em nói không? Thì em đi hậu trường rất là nhiều, cho nên cái những cái cách xưng hô mà không, những người mà lớn tuổi hơn mà mình xưng hô bằng tên đó thì cái chuyện bình thường, tại vì các bạn biết ở Mỹ hay là bất cứ ở đâu đó, người đàn bà mà lớn tuổi đó, họ không muốn lớn tuổi, họ không muốn nhận họ lớn tuổi, họ chỉ muốn là bình đẳng với nhau, à, kêu bằng tên. Chẳng hạn như cái lần đầu tiên á, em nhỏ hơn chị Nhung rất là nhiều luôn, mà nhỏ hơn một con giáp luôn đó các bạn. À, chị Nhung là Canh Tuất, em là Nhâm Tuất. Thì chị Nhung, lần đầu tiên em gặp chị Nhung kêu em bằng anh luôn mà. Đó, cái gì anh, cái gì cũng anh hết. Giống như anh Đặng Hà Duy đó, chị cũng kêu bằng anh, nhưng mà thật sự chị lớn hơn anh Duy. Đúng không? Giống như anh Mạnh Quỳnh cũng vậy đi. Chị Nhung cũng lớn hơn Mạnh Quỳnh, cũng kêu bằng Quỳnh này á, các bạn thấy không? Nhưng mà nói chung là thân thiết với nhau á thì họ sẽ kêu bằng tên. À, kêu bằng tên nha các bạn. Rồi có nhiều thứ lắm các bạn. Thì những cái chuyện mà Trấn Thành bị chỉ trích đó, thì cái khán giả người ta bị, cũng như người ta nghe, người ta thấy thấy chọi, người ta nghĩ là Trấn Thành chảnh hay này, chứ thực sự không phải vậy đâu các bạn. Thực sự ra là cái những đó là người ta kêu trong cái đồng nghiệp, người ta kêu nhau như vậy thôi chứ không có ảnh hưởng gì đâu. Người ta giỡn trong nhau quá trời. Có nhiều khi có mấy người mà người ta lớn tuổi hơn đó, người ta giỡn kêu bằng thằng giỡn đó, các bạn hiểu không? Này nọ thì cái đó là cái chuyện rất là bình thường trong cái giới mà showbiz thôi, nhưng mà Trấn Trấn Thành lại bị chỉ trích, chỉ móc đó, móc móc đó các bạn. Nên ai cũng vậy, cả triệu người đâu phải có hết, cả triệu người đều hiểu biết hết đâu các bạn. Thì cũng có một số người không hiểu biết, cho nên họ người họ tưởng là Trấn Thành chảnh hay là Trấn Thành là kiểu như mà hỗn hào á các bạn, chứ thật sự không phải vậy đâu, không có gì đâu. Chứ không có hổn gì hết, cái đó là cái sự thân thiết thôi, nói chung là thân thiết của tình thân của anh chị em nghệ sĩ thôi các bạn. Và sau đây thì mình sẽ nói về cái sự việc của bên Tỉnh Thất Bồng Lai nha các bạn. Trên kênh của luật sư cũng hôm nay cũng có nói về vấn đề về ngày 12 tháng 12 năm 2019. Thì bây giờ em mới nhớ chực ra đó, là sau khi cái vụ mà Diễm My bị mất tích trên đồn công an đó, thì sau đó họ mới đăng ra cái tin là tại lúc đó đó, cái thời điểm đó đó, thời điểm đó đó, lúc mà tin Diễm My đó đó, ai cũng tập trung vào cái tin của Diễm My hết. Em nhớ đó, là cái bữa đó ai cũng tập trung hết, biết bao nhiêu kênh YouTube đã tập trung vào nó, có Diễm My có thực sự mất tích ở tầng đồn công an hay là có bị bắt cóc hay không, ai cũng nói về cái vấn đề đó. Và sau đó thì ngày 19 tây tháng 12 năm 2019 thì Nguyễn Sinh lại đăng một cái giấy khai sinh lên để làm gì, để mà chứng an làm chìm đi cái vụ của Diễm My bị bắt cóc. À, bây giờ em nghe cái kênh luật sư nó chia sẻ về cái sự việc đó thì giờ mới nhớ ra, à, có thể đây là một cái lý do mà tại sao mà Nguyễn Sinh đăng cái giấy khai sinh lên để mà đánh trống lảng đi, đánh trống lảng đi cái vụ mà Diễm My bị mất tích ở đồn công an. Tại cái lúc đó, đó ai cũng quan tâm tới cái chuyện đó hết các bạn. Thì sau đó là Nguyễn Sinh lại đăng lại cái giấy khai sinh để cho người ta quay đầu lại chửi Thiện Am. Wow, cái này cũng là một cái chiêu nha các bạn. Bây giờ em mới thấy đó. Chứ em không có nghĩ, em không có hồi nào em không có nghĩ ra cái chuyện đó. Thôi bây giờ thì mình sẽ nghe luật sư nói về cái vụ mà bị gài 100 triệu nha các bạn. Thì cái sự việc có 100 triệu đó, đó là ông Hồ Phước Lợi đã gọi cho thầy Lê Thanh Nhất Nguyên
để mà ra gặp mặt để mà trao cái 100 triệu gì đó, để tặng cho 100 triệu hay là gì đó, người ta tố cáo cái đó là có, lúc mà ra gặp mặt thì có sự có mặt của nhất của các công an ở đó nữa các bạn. Nó có các công an đã làm đó để làm mình làm nhân chứng, nhưng mà cuối cùng thì họ dựng cho cái cảnh 100 triệu đó đó để mà có cái cớ để mà vào Thiền Am để mà khám xét. Thì bây giờ mình nghe bên luật sư nói về cái vụ sự việc này cho các bạn hiểu biết thêm nha. Vô lý sau đó không đúng quy định. Mà vô lý hơn là sao? 100 triệu và ông Hồ Phước Lợi bây giờ không còn nữa. Đó, trăm triệu Đó không mới còn gọi nữa. là vi phạm tố tụng nghiêm trọng và giả mạo chứng cứ. Nên tôi xác định là như vậy đó. Còn có hai nhân chứng tôi muốn nói là bà Trịnh Thị Định cũng như cái cô Bạch Phan Thị Quỳnh Trang gì đó, cô Lê Thị Ngân gì đó. Ba nhân chứng có đơn tố cáo y chang như là ông Cào Thảo, nhưng sau này anh em tôi mới công bố cái đơn tố cáo thôi. Còn cái tờ tự khai, cái biên bản cái lời khai của họ kìa thì còn nhiều vấn đề để bàn lắm, mà thời gian có hạn tôi sẽ xếp xếp lại phần sau. Nhưng cái tôi nói thế này, ban đầu họ tố cáo là tố cáo hành vi vi phạm Phật giáo rồi gì lừa đảo gì đó là bên trong Cào Thảo đó. Nhưng khi mà làm cái bản mà lấy lời khai đó thì chính họ được hướng dẫn ở lại, đó là đi khai về cái việc xúc phạm cơ quan công an, tức là khi họ tố cáo họ chẳng biết gì hết đó. Nhưng đến khi mà họ lấy lời khai thì họ lại liên quan tới cơ quan công an. Và chúng tôi xin nói một điều mà tôi thấy phiên tòa đó thì có lẽ các bạn tôi thấy nhiều kênh cũng đưa lên đó, như có lẽ vậy cái ngày đó như vậy là thấy là các bạn thấy đơn đặt hàng thì là thấy rõ không, lúc mà đi tố cáo là tố cáo xúc phạm ông Trần Ngọc Thảo, rồi sau đó là khai nó là vu khống xúc phạm công công an đó. cái bà Định còn không biết bà là ai, mà vì bà vẫn đinh ninh bà đến tòa, bà được tòa án xử về cái hành vi bà đi tố cáo người ta. Và bà trong suy nghĩ của bà Định nghĩ rằng bà tố cáo đúng, tòa đã xử, vì bà Định làm gì được có hồ sơ. Bà Định chỉ đến cơ quan công an bà Định tố cáo, sau đó sửa lại đơn hay điều chỉnh đơn gì đó, rồi cán bộ cơ quan công an họ lấy cái lời khai của bà xong mới đi về. Từ đó về sau làm gì bà tiếp bằng hồ sơ trong vụ án, bà đọc được một hàng nào đâu. Và trong thâm tâm bà nghĩ rằng những gì bà tố cáo là đúng. Ngày hôm nay phiên tòa đang xét xử cái việc bà tố giác và bà phải là người bị hại đấy, tôi nghĩ bà như vậy đó. Và đó tại sao trong khi mà hồ sơ ban đầu tôi kêu là thay đổi cái chuyện cái vai trò nhân chứng của bà là như vậy, vì tự nhiên tòa án đưa ta vô nhân chứng là cái gì. Và cái sai ở đây như tôi nói là có cái bài tôi nói là cái trách nhiệm đối với bà Định, tức là người tố giác đó, là khi bà có đơn tố giác trong thời hạn quy định, nếu nội dung tố giác là có thì phải gửi cho bà đó thông báo kết quả xác minh tin báo tội phạm, à bà tố giác là đúng, vụ án tôi đang khởi tố. Nếu không có thì cho biết à cái việc bà tố cáo không có căn cứ, cơ quan tạm đình chỉ, ra là đình chỉ vụ án đó. Và bà đi về, bà tức thì bà làm đơn khiếu nại cái vụ mà đình chỉ nha, tức là không 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 có tố giác tội phạm y, không có khởi tố vụ án hay là không có xử lý đó, chứ mà là khiếu nại cái gì. Và bà thấy là bà quê quá, bà đi đi xuôi làm bậy thì bà đã làm đi về. Nhưng mà có điều đừng để người bà bị tố giác biết nha, chứ đáng lý ra cơ quan công an phải cho người bị tố giác một văn bản luôn. Ngày xưa bà Định có gì thưa mấy anh này, bây giờ sao mình không có, trả lời cho bà Định biết, trả lời cho người bị tố giác biết để làm gì. Nhưng cơ quan công an huyện Đức Hòa cũng như anh điều tra quên đi thủ tục đó đối với bà Định. Và trong một cái video clip tôi nhớ là cái như là nhân chứng hai, nhân chứng bỏ quên gì đó, đại khái là như vậy đó, cái gì đó mà tôi không nhớ cái tựa, có nói về cái việc mà cái đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Định, cái Trịnh Thị Định, trong đó Nguyễn cũng Thị nhắc là Định hả? cơ quan tố tụng tỉnh Long An, nên tôi nói chung đi là tỉnh Long An nợ bà Trịnh Thị Định một cái đơn, cái một cái thông báo để trả lời cho bà biết. Và như tôi nói, nếu trả lời cho bà biết bà không liên quan gì cả, vụ án không được khởi tố, thì bà đi vào cũ mất tiêu rồi. Bằng cái bữa bữa mà xử ở đâu bà đi vô đó, vô làm cái gì. Tôi xin nhắc lại là nếu như ví dụ như tôi đi tố giác ai, các bạn tố giác ai thì công an trả lời có thôi, chứ còn ta xử vụ khác thì chuyện khác, thích thì vô tòa coi chứ, tư cách điều vô tòa hỏi,
Nhưng trong cái tâm thức của bạn, bà vẫn nghĩ rằng các bà tố cáo đúng, cái nội dung bà tố giác đúng đó. Và phiên tòa ra, phiên tòa mình nói tiếc là vì chúng ta thấy chuyện đó buồn cười quá, đúng không? Thật là chúng tôi mời các bạn đi dậu, trước tiên tôi phải có một cái chai bia, một cái chai rượu tôi mời. Còn bây giờ tôi cũng muốn nói là như vậy. Thật ra chúng tôi cũng không biết là tôi không biết là họ đánh giá tôi thấp, là trình độ án dày mấy chục trang, không có cái thứ sáu, cam đoan là như vậy. Nhưng mà họ xác minh dẫu đó người này, họ giám định dẫu đó người kia không kinh nghiệm, đọc cái trạng hay cái luận gì đó, chẳng hiểu cái gì luôn. Tôi nói thẳng như vậy. Mỗi clip có một vài từ xúc phạm, đặc biệt hai video clip xúc phạm cơ quan công an. Thứ nhất, vụ án báo cáo vụ án 50 người cho rằng cơ quan công an huyện Hòa bao che bỏ lọt tội phạm. Thứ hai, cho rằng những cơ quan công an huyện Hòa trong ngày 10 tháng 12 năm 2019 đó là bắt cóc Diễm My, hay là Diễm My mất tích tại đó. Đại khái là cái câu mà đại khái cho như vậy đó. Và các cơ quan tổng cho rằng nói cơ quan công an huyện Đức Hòa bắt cóc hay bỏ lọt tội phạm là làm mất hình ảnh công an, phải xử lý thế thôi. Tôi cam đoan không có bất cứ gì trong hồ sơ, tất cả những vấn đề gì đồn thổi, hay như tôi nói là có những cái thâm căn cố đế về cái 300 triệu gì đó như ông Thắng nói đó, không có trong hồ sơ, chúng tôi không dám nói. Tôi không nghĩ là cơ quan công an người ta làm như vậy, đó ông Thắng nói thôi. Còn tôi chỉ coi theo hồ sơ thì có nhiều đó thôi, nhưng trong đó người ta làm rất là nhiều. Người ta hỏi ai là người làm cái kênh này, ai là người quay phim, rồi ai là người dàn dựng, thậm chí ai là người máy đồ chẳng hạn, rồi quay xong có đưa ông cụ Lê Hùng Vân diễn hay không. Ông Lê Hùng Vân là sư phụ mà, làm gì không báo ông cái, đương nhiên rồi. Nhưng mà việc là việc như vậy, xin phép sư phụ hôm nay con làm cái phim clip, chứ là phải ông là người có ngồi ông bấm từng nút như chúng ta đây rồi bình luận cái gì, nội dung làm sao. Xin lỗi cụ Vân, tôi nghĩ thấy cái điện thoại bấm cũng không có xong. Đừng nói là ông chỉ đạo, nhưng người ta làm có vẻ như là một cái tổ chức rất là ghê gớm, phân công phân nhiệm trách nhiệm từng người, người tổ chức rồi thực hành như là có tổ chức, để gì vậy? Để đưa họ vào một cái cao hơn. Và tất cả dư luận thấy rằng vào video clip đó, biết ngay những người trong đó là ai, họ nói cái gì, bị cắt hai bát tự à, và làm như hai bát tự bị cắt ra, giống như cái ông Phan nói bị cắt ra đó, cắt một hai từ trong cái đoạn người ta đây nói đó, ba nút nhạc là xong. Nhưng họ cố tình làm ra những cái tình tức như vậy cho cái vụ án đó, để nó như này. Với cái sự kiểm tra tất cả hồ sơ chúng tôi đó, xác định trong vụ án này họ chỉ bị khởi tố như vậy. Trong việc xúc phạm cơ quan công an đó, chỉ có duy nhất trong cái vụ 12 nha, là họ la làng cái vụ mà bắt cóc Diễm My rồi mất tích gì đó, do hành vi coi như là sai phạm của ông Võ Trần Quốc Thắng cùng với ông Võ Văn Thắng và bà Đội Thị Tuyết Mai trong cái việc đưa cô My trở về nhà trái phép. Và nếu muốn xử lúc đó có cô My, họ đã xử rồi, nhưng họ không xử là tại vì lúc đó cô My đi ra thì coi như là họ đi trốn ở đâu, cô My ra la làng hết thì trốn ở đâu, và để che giấu cái đó thì họ bắt đầu cho mọi người bớt quan tâm bằng cách là tung ra những cái việc như lừa đảo loạn luân, thậm chí họ gửi tạo vụ án lừa đảo để mọi người tin rằng ở đây có những tội ác như vậy. Sau đó họ quay qua xử 31 và mọi người cũng chẳng biết cái gì 31 cả. Đó, các bạn thấy chưa? Cho nên cái lúc mà Diễm My bị mất tích á, thì dư luận lúc đó rất là xôn xao. Và sau đó Nguyễn Sinh đã đăng lên 4 cái giấy khai sanh. 2 cái giấy khai sanh được chấp thuận vào ngày 19 đây, tháng 12 năm 2019. Và 2 cái giấy khai sanh được chấp được đóng dấu mộc á, cái ngày đóng dấu á, là tháng 10 ngày 28 tây năm 2019 thì phải. Và cũng là cùng ngày luôn là Nguyễn Sinh đã đăng lên mấy cái giấy khai sanh đó trên 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 mạng luôn nha các bạn. Như vậy cho nên cái khi mà lời luật sư này nói ra mới suy nghĩ đó là cái chiêu để mà dẫn dắt dư luận đánh chống lãng qua cái chuyện khác để cho người ta quên đi cái sự việc của Diễm My. Và lúc đó cái cộng đồng mạng đó lúc đó là rất là quan tâm tới cái vụ mà Diễm My và cái vụ của tỉnh Thất Bồng Lai, cho nên họ đã chơi cái tung cái chiêu này trên mạng để mà phân đi những cái khán giả yêu thương Thiền Am. Và sau đó họ chia ra rất là nhiều nhóm, nói về bên này loạn luân, bên kia loạn luân, ngủ đi người này người nọ. Đó là cái chiêu trò của họ nha các bạn. Thì Nguyễn Sinh đã là bắn một cái phát pháo
Đầu tiên sau một tuần Diễm My bị mất tích, bây giờ em mới nghĩ ra là cái chuyện đó. Cũng cảm ơn luật sư Lân nói chuyện rất là hay về cái chuyện vấn đề đó. Như vậy thì tôi muốn nói rằng là tổng hợp lại cái vụ 12 đến 12 đó chỉ có bao nhiêu. Và tôi muốn nói những cái xuất phát ban đầu là chúng tôi điều tra nha, chúng tôi sâu tuổi lại những sự việc thôi. Chính xác nhất luôn không biết, nhưng báo đang rõ ràng có vụ 300 triệu, có vụ tháng đến ngày 4 tháng 10, có vụ 12 tháng 12 đưa cô Diễm My về. Sau đó có những cái việc vu khống, làm mất hình ảnh, chà đạp những nhân phẩm như người này để mọi người ủng hộ hay không ủng hộ, bắt đầu xa lánh như tổng hợp. Mà như trong bản báo cáo tôi nói đó, là cố tình đưa họ xuống, cô lập họ, rồi sau đó xử bằng cái tổng hợp 1. Và tổng hợp 1 thì chẳng qua cũng chỉ nhiêu đó thôi. Mà như tôi nói là hai cái qua chứng minh đó, cái hàng qua chắc chắn là họ đã đúng. Còn cái hôm nay đúng hay sai phải có cô Diễm My. Và tôi nghĩ rằng cơ quan công an, hay tôi là cơ quan công an này, tôi là những anh gì cơ quan công là nhìn Nhi Bình gì đó, cái công an Bình, cái cô Diễm My nói Nhi. Nói như vậy thì chắc chắn là phải đi xử lý chứ. Ví dụ khởi tố cô My, khởi tố vụ án đó, đi tìm cô My, giám định clip đó để làm rõ. Tại sao nó không làm? Mấy năm nay rồi, cái clip đó có từ năm 2020 tới giờ mà. Sau khi cô Diễm My trốn đi, và cô có nói là do công an cũng như ông Thắng ép cô vu khống cho những người trong trường em, cô đồng ý nên họ tiếp tục giam cầm cô. Chứ nếu lúc đó cô bị nhận lời thì xử thì em lâu rồi, xử xong cái vụ 12 tới 12 rồi không trở về đâu. Nhưng do không có vụ dỗ được cô, không mua chuộc thuyết phục được cô, lại để cô trốn ra, cô lại lên mạng cô la làng nữa, chưa biết đúng hay sai. Nhưng rõ ràng ít nhất chúng ta vẫn có niềm tin là những người này nói cơ quan công an hay ông Thắng gì đó bắt cóc mất tích gì đó ở đồn công an là có cơ sở. Mặc dù không hoàn toàn 100%, ít nhất cộng với lời cô My. Và để minh oan cho mình, cơ quan công an huyện Đức Hòa phải truy tìm cô Diễm My, thậm chí khởi tố vụ án về cái hành vi vu khống hay là bị đặt gì đó của cô My, và xử lý ra liền, đúng không? Đó có gì rồi không? Các bạn biết đó, sau khi mà Diễm My lên clip đó, rồi bên ông Thắng lên nói lại liền đó là Diễm My bị khùng, Diễm My bị uống thuốc hứng thần gì đó cho nên không có được bình thường đó các bạn. Giờ mẹ của Diễm My lên cũng nói lại rằng là từ nay tôi từ bỏ con của mình, là sợ quá rồi, bị Diễm My tố cáo sợ quá cho nên từ bỏ con rồi, sau này cái lập ra bị dẫn dắt bởi một số YouTuber như đi giờ đi chùa, làm bộ đi chùa xá Phật rồi tầm lum da dẻ, coi như là cha mẹ không có tội đó các bạn. Cho nên cái sự việc này á là có một nhóm họ ở đằng sau để mà dàn dựng, để mà dựng lên những cái gì mà cho ông Thắng bà Mai chẳng hạn đó, đi chẳng hạn như đi chùa nè các bạn đó. Bây giờ cái kênh đó là cái kênh lúc trước là kênh gọi là Một Kiền Liên hay Tìm Mẹ hay gì đó, cái giờ đổi tên khác nữa rồi các bạn. Cho nên cái này là những cái sự dàn dựng của một tên người ta gọi là thám tử cáo đó các bạn. Cho nên bây giờ mình coi tiếp nha. Một câu mua vô bò khởi tố vụ án xử 23 năm sau tù mà người ta lên mạng cô My nói vậy, tôi thấy cũng phản cảm rồi. Tôi rất đồng cảm cô My bị áp bức quá. Ông Thắng, tỉnh Long An hoặc các cơ quan chức năng khác, an ninh mạng gì đó, khởi tố vụ án cũng như tên thật mà quý khán giả sẽ nhận rằng đó là thật. Sau đó cả nước đồng tình ủng hộ, những người trong Thiền Am cũng không có kêu oan gì, xử đúng người đúng tội, họ tâm phục khẩu phục, không có gì đâu sai. Cô My sẽ nhận là ngày đó không có, là xong, họ có tội. Nếu cô My chấp và cơ quan công an thừa khả năng để làm, đến ngày hôm nay tôi nói về cái xúc phạm cơ quan công an là như vậy đó. Chưa đó những vi phạm tội khác mà các luật sư đã nói rồi. Bây giờ họ biết họ là bị hại, sở thông tin đưa qua cái văn bản, mấy anh này người ta chửi nè, mấy anh này người ta xúc phạm nè, rồi chính họ lại đi quay trở lại đi giám định, rồi chính họ đi khởi tố, rồi ngụy tạo một cái người mà giả lừa đảo để bắt người ta để khám xét. Đấy, từ đầu nó đã sai rồi. Từ đầu sai thì những cái sau ta cũng sẽ tới. Và bởi vì chúng tôi nói vụ án chúng tôi không cần bào chữa, chúng tôi cũng cảm thấy là sai. Cơ quan công an thì Đức Hòa, an điều tra, viện kiểm sát hai cấp, tòa án hai cấp phải xem xét đưa cái vụ án này, cái hồ sơ này trở về cái số ban đầu, và họ tập hợp củng cố lại, cố gắng hợp thức hóa những cái tờ làm sau đó để mà bỏ tố tụng, để mà kết tội người ta.
còn sử dụng những chứng cứ đó, tôi đảm bảo theo tôi vi phạm và sai nghiêm trọng. Còn bây giờ họ có quyền, chúng tôi nói họ có thể giả mạo, họ làm gì làm thì chúng tôi không làm gì được. Nhưng rồi những cơ quan cấp cao hơn chắc chắn người ta sẽ nhìn lại. Dư luận cả nước, ngay cả những bạn bè quốc tế ngoài nước, người ta cũng nhìn, ta biết chứ. Trung ương ta biết chứ, tôi báo cáo 2-3 lần rồi. Có thể ban đầu họ không tin lắm, họ bị những cái thông tin ví dụ như là loạn luân rồi lừa đảo rồi báo chí rồi đó, họ chưa nhận định được. Nhưng từ từ nước chảy đá mòn, tôi tin rằng họ sẽ biết. Đấy thì trong cái phần mà công an tôi chỉ nói như thế thôi. Còn về những phần khác, ví dụ như ông Tích Ngọc Từ hay là Phật giáo á, tôi sẽ nói sao. Thì coi như hôm nay chúng tôi kết thúc hai hành vi trong hai video clip. Thế lại nha, hai hành vi nằm trong một cái hội đồng xử gì đó. Và tôi đang bảo vệ thân chủ tôi như thế là không tội hay là vô tội gì đó. Và coi như là được 50% cái nội dung rồi đó nha. Đó thì chắc mà bữa nay cũng hơi nhiều. Chúng tôi sẽ kết thúc cái phần chia sẻ ngày hôm nay. Thì có ai muốn coi luôn cái full luôn á thì khoảng đâu một tiếng mấy lời có thể vào kênh của Nhật ký luật sư để mà xem Nhật ký luật sư nha các bạn. Chứ có nhiều bây giờ nè, có người nó để tên Nhật ký luật sư nhưng mà để là một cái tựa đề rất là câu view để mà thu hơn lấy mà lấy khán giả của luật sư vào xem, nhưng cái trong đó không phải là của luật sư chính thức là cái phải là kênh luật Nhật ký luật sư đàng hoàng chứ không phải là tựa đề Nhật ký luật sư nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy đây là nó có một cái sự mà sắp xếp sẵn chẳng hạn như cái vụ án của cô Trương Ngọc Xuân, Bùi Ngọc Trâm đó các bạn. Thì cái sự khám xét không có được sự đồng ý, khám xét thân thể không có được sự đồng ý đó các bạn. Thì bên phía luật sư muốn tất cả mọi người làm một cái video clip nhỏ nhỏ thì các bạn có thể nói lên ý kiến của mình, cái đó có đúng được, có đúng hay không. Nói ý kiến của mình thì gửi những cái video đó cho Minh Tú, còn nếu như không biết gửi cho Minh Tú thì gửi cho em chuyển của Minh Tú cũng được, và luật sư sẽ làm chuyển thẳng cho luật sư cũng được. Thì luật sư sẽ ráp lên một cái video clip khắp thế giới này luôn để cho mà đi coi, cho các bạn suy nghĩ, cho nói lên cái ý kiến của mình, coi cái cách mà xét xử thân thể trái phép như vậy đó có được chấp nhận hay không. Thì mọi người cứ làm, cứ quay chừng vài chục giây thôi thì mình chia sẻ như vậy. Thì theo cá nhân em á, là cái sự việc của cô Bùi Ngọc Trâm tức là Trương Ngọc Xuân đó, thì cái đó là hoàn toàn không có đúng, không có được làm như vậy các bạn. Cái gì cũng vậy cũng phải được sự đồng ý của cái người mình khám xét, chứ không phải là mình cưỡng chế như vậy, không có được cưỡng chế đâu các bạn. Tại vì các bạn biết đó, là thân thể con gái mà họ rất là tôn trọng, họ rất là cũng như là quý những cái thân thể, những con gái họ rất là quý thân thể của họ nha các bạn. Thì một đời người thì có một cái tuổi xuân thôi đó, cho nên những cái sự mà khám đó thì phải nói là không có đúng theo luật pháp bất cứ nước nào cũng vậy, cũng không ai cho mình khám những cái thứ đó nếu như mà không có được sự đồng ý, hoặc là phải có cái khi mà người ta đồng ý đó ít nhất cũng phải có một cái tờ giấy biên bản ký tên hoặc là những cái mà consent, nhưng mà phải ghi lưu lại nha, chứ không phải consent tức là đồng ý qua bằng lời nói hay là cũng phải lưu lại để mà chứng minh cái sự việc đó. Thì đời con gái chỉ có một lần thôi các bạn, một lần bến lỡ là xong. Nhưng mà cô Bùi Ngọc Trâm này, cô đã vô đây tu, thì cổ tu hình như là chắc em nghĩ cũng năm 2018-19 gì đó, em cũng không có nhớ rõ cái sự việc đó. Thì nói chung cái chuyện gì cũng vậy, nhiều khi chuyện xảy ra năm ngoái mình làm sao mình nhớ được, mà nói chi cách đây 3-4 năm về trước các bạn. Thì ai có ý kiến về cái sự việc đó, ai có sự thấy cái gì sai trái gì cái sự việc mà khám xét thân thể đó, thì cứ quay cái đây video để mình lên tiếng khắp nơi, để mình gỡ về cho luật sư, để mình làm một cái clip và để mà trình bày lên cho những cái cho cơ quan chức năng chẳng hạn. Hôm nay là thứ hai bên Mỹ rồi, thôi em cũng xin chấm dứt nha. Cái video clip nó cũng dài rồi, thì chúc các bạn đầu tuần đi làm thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Nói chung là sức khỏe lúc nào cũng là quan trọng hết. Và những người ở Mỹ hôm nay là ngày thứ hai, còn Việt Nam là thứ ba rồi. Tại vì Việt Nam là đi trước đây một ngày đó các bạn. Thì nói chung là hãy ủng hộ
và hãy kiểu như mà mình enjoy, mình hưởng thụ những cái thời gian mình đang có, mình đang khỏe, làm những điều gì mình cần thiết phải làm, nhưng đừng có để cho người khác tổn thương thì là ok rồi, phải không? Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha, và xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.